Chiều nay ngày 27 tháng 3, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với tập đoàn Metran tại tỉnh Saitama, Nhật Bản, một đơn vị chuyên sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao tại Nhật Bản với kinh nghiệm hơn 40 năm. Hiện sản phẩm thiết bị y tế cao cấp của tập đoàn Metran hiện đang được sử dụng tại hơn 90% trung tâm y khoa tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch tập đoàn Metran, ông Trần Ngọc Phúc chia sẻ, tập đoàn hiện đang nghiên cứu sản xuất máy thở tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, theo nguồn tài trợ của chính phủ Nhật để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2022, tập đoàn đã có chuyến thăm và khảo sát cơ hội đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, qua đó đề xuất thực hiện dự án sản xuất thiết bị y tế phục vụ điều trị sức khỏe con người tại khu công nghệ cao Đà Nẵng theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2023 đến năm 2033, 1 triệu thiết bị cung cấp thị trường trong nước và 1 triệu thiết bị cung cấp thị trường nước ngoài mỗi năm. Nhu cầu thuê đất là 2 hectare. Giai đoạn 2, từ năm 2034 trở đi, 2 triệu thiết bị cung cấp thị trường trong nước và 3 triệu thiết bị cung cấp thị trường nước ngoài mỗi năm. Nhu cầu thuê đất là 3 hectare. Về phía thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, đánh giá cao sản phẩm của tập đoàn về trình độ công nghệ và hiệu quả sử dụng, đặc biệt giúp giảm tải cho việc điều trị bệnh ở bệnh viện tuyến trên. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của cá nhân ông Trần Ngọc Phúc cũng như của tập đoàn đối với nước Nhật và thế giới. Dù có nhiều khó khăn nhưng luôn hướng tới việc đóng góp cho đất nước Việt Nam. Với tâm huyết và trách nhiệm của mình, hy vọng ông Phúc và tập đoàn tiếp tục nghiên cứu có những sáng chế, ý tưởng mới, những bước phát triển mới trong tương lai, làm ra các sản phẩm phù hợp với điều kiện sức khỏe của người Việt Nam. Thành phố coi trọng, mong muốn được hợp tác và sẽ tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ tập đoàn triển khai dự án tại Đà Nẵng, cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới. Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đã đến thăm trung tâm nghiên cứu máy thở cho trẻ em của công ty Metran tại Nhật Bản.